Xin chào các em, thầy xin giới thiệu với các em. Thầy tên là Cáp Xuân Hỷ, giáo viên trường Trung học cơ sở Hồng Thông, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Là thành viên của tổ nghiệp vụ Bộ môn lịch sử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Buổi học trước các em cũng đã được tìm hiểu một cách chi tiết về tình hình cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 đến năm 1935. Vậy trong năm 1936 đến năm 1939, tình hình cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển như thế nào? Thầy cùng các em sẽ tìm hiểu bài ngày hôm nay. Thầy mời các em mở sách giáo khoa ra. Ở trong sách giáo khoa hiện hành là bài 20 của vận động dân chủ trong những năm 36 39. Đối với sách giáo khoa mô hình trường học mới là mục 3 nhỏ, bài 22 Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 vậy thì nội dung bài học ngày hôm nay gồm những nội dung nào thầy cùng các em sẽ đi tìm hiểu từng nội dung một nội dung thứ nhất đó là chúng ta tìm hiểu về tình hình thế giới và trong nước nội dung thứ hai là tìm hiểu về mặt trận dân chủ đông dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ nội dung thứ ba là ý nghĩa của phong trào để tìm hiểu một cách chi tiết về những nội dung này thầy cùng các em sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ nhất một Nam Mã là tình hình thế giới và trong nước. Ở nội dung này, thầy cùng các em sẽ đi tìm hiểu xem tình hình thế giới và trong nước có những sự kiện gì và những sự kiện đó đã tác động đến tình hình cách mạng Việt Nam ra sao. Trước tiên, thầy cùng các em đi tìm hiểu về tình hình thế giới. Các em hãy quan sát vào sách giáo khoa cho thầy. Hãy chỉ ra cho thầy những điểm cơ bản về tình hình thế giới trong những năm 1900 1936 đến năm 1939. À, chắc là điểm đầu tiên mà các em đã tìm thấy đó là chủ nghĩa phát xít nên nắm quyền và dẫn đến cái nguy cơ chiến tranh thế giới mới đã xuất hiện đe dọa nghiêm trọng đến hoàn hòa bình và an ninh thế giới. Vậy thì chủ nghĩa phát xít nên nắm quyền nó xuất phát từ nguyên nhân nào? Nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân quan trọng đó là cái hậu quả của khủng hoảng kinh tế 2933 cuộc khủng hoảng này đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội của các nước tư bản trở lên hết sức nở gai gắt, giai cấp tư sản lũng đoạn ở nhiều nước đã tìm nối thoát bằng việc là thiết lập chế độ phát xít. Từ khi chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền, chúng đã giáo diết chạy đua vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới để nhằm chia lại thị trường và thuộc địa. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đại hội. Lần thứ bảy Quốc tế Cộng sản vào tháng 7 năm 1935 họp tại Moscow Và Đảng Cộng sản Đông Dương cũng đã cử đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đoàn đến tham dự đại hội này. Đại hội cũng đã chỉ rõ. Thứ nhất là xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Bởi vì trong thời điểm này chủ nghĩa phát xít được hình thành và đã đang đe dọa nghiêm trọng đến tình hình hòa bình và an ninh thế giới điểm thứ hai đó là quốc tế cộng sản chủ trương thành lập mặt trận nhân dân ở các nước nhằm tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh đây là hai nội dung cơ bản mà quốc tế cộng sản đã bàn đến và chỉ rõ trong đại hội lần thứ bảy của quốc tế cộng sản điểm thứ ba mà các em cần phải được biết được trong giai đoạn này về thế giới đó là ở Pháp vào năm 1936 đã diễn ra một cuộc tổng tuyển cử. Mặt trận dân dân Pháp được Đảng Cộng sản Pháp nằm hậu thuẫn nên đã thắng cử và lên nắm chính quyền. Như vậy, một chính phủ mới ở Pháp đã được hình thành. Đó là chính phủ mặt trận dân dân Pháp. Chính phủ đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ cho các nước thuộc địa. Như vậy, thầy cùng các em vừa đã tìm hiểu ba cái sự kiện cơ bản về tình hình thế giới. Theo các em, trong ba sự kiện này, sự kiện nào đã tác động trực tiếp đến tình hình cách mạng của nước ta? Chắc là các em đều suy nghĩ và nhận định đó là sự kiện thứ ba. Đó là vào năm 1936, mặt trận nhân dân Pháp thắng cử nên nắm chính quyền và áp dụng một số chính sách tự do dân chủ cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam chúng ta. Vừa rồi, thành cùng các em đã đi tìm hiểu về tình hình giới. Vậy tình hình trong nước như thế nào? Chúng ta chuyển sang ý thứ hai. Về tình hình trong nước. Các em lại quan sát vào sách giáo khoa. Hãy tìm ra cho thầy những điểm đáng chú ý nhất về tình hình trong nước trong những năm 1936 đến năm 1939. Đặc điểm thứ nhất đó là do hậu quả của khoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của các tầng lớp và giai cấp trong xã hội. Nó được thể hiện ở chỗ, ví dụ như giai cấp công nhân thì lâm vào tình trạng bị thất nghiệp. Đối với nông dân thì mất ruộng, nợ nần trồng chất. Đối với tiểu tư sản thì lâm vào tình trạng cắt lương rồi bị sa thải. Đối với tư sản dân tộc thì bị tư bản Pháp chèn ép một cách gay gắt. Nhưng bên cạnh đó, một yếu tố cơ bản nữa mà chúng ta cần phải chú ý đến đó là bọn phản động Pháp vẫn tiếp tục thi hành chính sách bóc lột, vơ vét, khủng bố, đàn áp. Những chính sách này của Thư Duyên Pháp đã làm cho đời sống của nhân dân hết sức là ngột ngạt. Tuy nhiên, trong thời điểm này, cách mạng Việt Nam cũng đã có những điều kiện thuận lợi nhất định. Đó là thực hiện những chính sách tiến bộ của chính phủ Pháp. Thì một số tù chính trị đã được thả và đã nhanh chóng tìm cách hoạt động trở lại. Điều này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đảng trong quần chúng đã được phục hồi. Và đây cũng là điều kiện thuận lợi để có thể đảng Cộng sản Đông Dương phát động một phong trào đấu tranh nhằm chống lại thực dân Pháp, đặc biệt nhất là bọn phản động Pháp cùng với bẻ lũ tay sai. Đó là những tình hình cơ bản về thế giới và trong nước mà các em cần phải nắm được ở bài ngày hôm nay. Trong cái bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những thay đổi như vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương gì trong giai đoạn 1936-1939? Thầy cùng các em chuyển sang nội dung thứ hai, phần 2 la mã là mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ. Căn cứ vào tình hình thế giới và trong nước và tiếp thu cái đường nối của quốc tế Cộng sản vào tháng 7 năm 1936, Ban chấp hành Trung Đảng Cộng sản Đông Dương đã tiến hành hội nghị tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đồng chí Lê Hồng Phong đã chủ trì hội nghị này. Và qua hội nghị này, Đảng Cộng sản Đông Dương chúng ta đã đưa ra những cái chủ trương cơ bản cho phong trào cách mạng trong những năm 1936 đến năm 1939. Cụ thể như sau. Chủ trương thứ nhất đó là xác định kẻ thù. Đảng đã xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là bọn phản động Pháp cùng với bẻ lũ tay sai. Như vậy, chúng ta nhận thấy trong giai đoạn này, Đảng không xác định đế quốc Pháp, thực dân Pháp là kẻ thù trước mắt. Bởi nó xuất phát từ cái tình hình thế giới và trong nước mà đảng đã xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân đông dương lúc này là bọn phản động pháp cùng với bẻ lỗ tay sai bởi vì lực lượng này đã không thi hành một cách nghiêm chỉnh những chính sách tiến bộ do chính phủ mặt trận dân pháp đề ra nội dung thứ hai về chủ trương đó là xác định về nhiệm vụ của cách mạng thì đảng đã xác định nhiệm vụ là chống phát xít chống chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai đòi tự do dân chủ cơm áo và hòa bình như vậy chúng ta nhận thấy xác định về nhiệm vụ thì đảng cũng đã đưa cả nhiệm vụ chống đế chống phát xít và chống chiến tranh đế quốc đây là cái nhiệm vụ chung của cách mạng thế giới vào cái nhiệm vụ của nhân dân đông dương điều này nó thể hiện sự kết hợp giữa nhiệm vụ thế giới và nhiệm vụ trong nước đặc điểm thứ ba đảng đã chủ trương thành lập mặt trận vào năm 1936, Đảng Chủ Trương thành lập Mặt trận Nhân dân Phản đế Đông Dương. Sau rồi, đã đổi tên thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương vào năm 1938 nhằm tập hợp các lực lượng yêu nước dân chủ tiến bộ hòa bình để đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình thế giới. Nội dung thứ tư về chủ trương đó là xác định về hình thức và phương pháp đấu tranh. Đảng đã nêu cao về hình thức và phương pháp đấu tranh, đó là đấu tranh hợp pháp và lửa pháp công khai và lửa công khai. Hình thức đấu tranh này Đảng đã tận dụng một các cách triệt để trong suốt giai đoạn diễn ra cái phong trào cách mạng từ năm 1936 đến năm 1939. Qua việc tìm hiểu về chủ trương này, các em có cái suy nghĩ và nhận xét gì về Chủ trương mà Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra trong giai đoạn từ năm 1936 đến năm 1939. Chắc các em đều có chung một cái lời nhận xét, đó là gì? Đó là chủ trương mà Đảng đề ra đó là hoàn toàn đúng đắn, linh hoạt và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại ở chỗ đó là chủ trương này được đưa ra xuất phát trên những cơ sở đó là tình hình thế giới và tình hình trong nước đã có sự thay đổi một cách nhanh chóng nên đảng đã nhanh chóng đưa ra chủ trương mới để phù hợp với đặc điểm tình hình và phù hợp với cách mạng Việt Nam trong thời đại trong thời kỳ mới chủ trương đã có vậy thì quần chúng nhân dân đã đứng lên đấu tranh như thế nào thầy cùng các em chuyển sang nội dung thứ hai đó là diễn biến các phong trào đấu tranh tiêu biểu Nội dung này thầy yêu cầu các bạn sẽ tự học trong sách giáo khoa trên cơ sở định hướng của thầy. Bằng một số những phong trào sau đây. Phong trào thứ nhất đó là phong trào Đông Dương Đại hội vào năm 1936. Các em nghiên cứu và tìm hiểu để thấy được là phong trào này bùng nổ nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng để tiến tới triệu tập Đông Dương. Phong trào thứ hai là phong trào đón dước phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới của xứ Đông Dương vào năm 1937. Đây thực chất là một phong trào biểu dương lực lượng đưa dân nguyện. Phong trào thứ ba đó là phong trào đấu tranh công khai của quần chúng với các cuộc bãi công biểu tình và mít tinh. Phong trào thứ tư là phong trào báo chí công khai để nhằm truyền bá chủ nghĩa Marxist và chính sách của Đảng dựa vào những nội dung trong sách giáo khoa các em cùng với cái định hướng của thầy các em hãy tự học cho thầy nội dung này tuy nhiên chỉ nhìn vào những nội dung cơ bản này thôi chúng ta đã nhận thấy là trong giai đoạn 1936 đến 1939 Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động quần chúng nhân dân tiến hành đấu tranh dưới nhiều hình thức đấu tranh phong phú ví dụ như miết tinh biểu tình bãi công bãi thị đưa dân nguyện vân vân. Thông qua việc tìm hiểu về phong trào cách mạng trong năm 1936 đến năm 1939, chúng ta nhận thấy là phong trào cách mạng đã có nhiều bước tiến mới. Từ đó, chúng ta cũng có thể rút ra được những ý nghĩa cơ bản của phong trào cách mạng trong giai đoạn này. Cụ thể, đó là những ý nghĩa nào? Thầy cùng các em sẽ tìm hiểu nội dung thứ 3 của bài đó là ý nghĩa của phong trào Các em hãy xem quan sát lại cho thầy Về tình hình thế giới, tình hình trong nước Và đặc biệt nhất là qua việc tìm hiểu về diễn biến Các em hãy chỉ ra cho thầy những ý nghĩa cơ bản Mà phong trào cách mạng giai đoạn 1936 1939 Đã để lại cho cách mạng Việt Nam À, ý nghĩa thứ nhất đó là thông qua phong trào cách mạng 1936-1939 thì trình độ chính trị của cán bộ, của đảng viên được nâng cao. Uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng. Bởi vì cũng qua phong trào này, nhiều đảng viên, nhiều cán bộ chính trị đã tiếp lãnh đạo quần chúng nhân dân, đã cùng với quần chúng nhân dân đấu tranh. Do vậy, qua đó đã nâng cao được trình độ giác ngộ và đặc biệt nhất là những cán bộ chính trị này đã được tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đường nối của Đảng nhờ đó mà trình độ chính trị đã được nâng cao. Ý nghĩa thứ hai là cũng qua phong trào cách mạng 1936-1939 thì chủ nghĩa Mác-Lênin, đường nối của Đảng được truyền bá sâu rộng trong quần chúng nhân dân bởi trong phong trào 36 nhiều tờ báo của Đảng của mặt trận dân chủ Đông Dương đã được xuất bản và lưu hành một cách rộng rãi, nhờ vậy mà chủ nghĩa Mác-Lênin rồi đường nối của đảng được truyền bá sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Ý nghĩa thứ ba mà các bạn, các em cần phải nắm được đó là gì? Cũng qua phong trào cách mạng này thì quần chúng nhân dân đã tập dượt đấu tranh và qua đó một đội quân chính trị hùng hậu đã được hình thành quần chúng dân dân được tập dượt đấu tranh như thế nào? Đó là thông qua những cuộc mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi khóa, đưa dân nguyện. Và cũng chính qua những phong trào đấy thì đảng đã hình thành được một đội quân chính trị hùng hậu. Tuy nhiên, cũng qua phong trào này, một ý nghĩa cơ bản và đặc biệt quan trọng đó là gì? Đó là qua phong trào, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Bài học kinh nghiệm thứ nhất mà thầy muốn nhắc lại với các em đó là gì? Đó là Đảng ta có bài học kinh nghiệm đó là tập hợp được quần chúng trong một mặt trận dân tộc thống nhất. Rồi là sử dụng nhiều hình thức đấu tranh trong một giai đoạn cách mạng, trong một thời kỳ cách mạng. Ví dụ như trong giai đoạn 1936 1939 này, Đảng đã kết hợp nhiều hình thức đấu tranh. Một bài học kinh nghiệm nữa mà chúng ta cần chú ý đó là gì? Là cũng qua phong trào cách mạng 3639, Đảng ta cũng đã xác định được đâu là kẻ thù trước mắt và đâu là kẻ thù lâu dài. Để từ đó có thể tập trung lực lượng để chĩa mũi nhọn vào những kẻ thù cơ bản. Thông qua những ý nghĩa cơ bản này, thầy cùng các em đi đến một kết luận đó là qua cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Như vậy, thầy cùng các em đã tìm hiểu những nội dung cơ bản của bài của vận động dân chủ trong năm 1936, 1929. Đó là tình hình thế giới và trong nước. Đó là mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ. Đó là ý nghĩa của phong trào. Để khắc sâu thêm kiến thức của bài, thầy cùng các em làm một số bài tập sau đây. Thứ nhất, thầy đưa một số bài tập về hình thức trắc nghiệm khách quan. Câu hỏi 1. Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản tháng 7 năm 1935 xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là. Các em chú ý, đây là một câu hỏi trắc nghiệm không có lệnh hỏi mà là câu hỏi có tính chất tiếp lối. À. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới, kiểu cũ B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới. C. Chủ nghĩa phát xít. D là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Theo các em. Ý nào là ý đúng trong câu hỏi này? Chắc các em đều có một chung một đáp án, đó là ý C, đó là chủ nghĩa phát xít. Thì tại đại hội lần thứ 7 của Quốc Cộng sản tháng 7 năm 1935 đại hội đã xác định kẻ thù nguy hiểm ở trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Câu hỏi số 2. Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936-1939 dựa trên cơ sở nào? Đây là một dạng câu hỏi có lệnh hỏi cụ thể. A. dựa trên cơ, sở, trên cơ sở đường nối nghị quyết của quốc tế Cộng sản. B. Tình hình thế giới và thực tiễn cách mạng ở ba nước Đông Dương C. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh. D. Đường nối của quốc tế Cộng sản và tình hình thế giới trong nước có sự thay đổi. Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho thầy câu hỏi này. Ý nào là đúng đây các em? À, ý đúng của câu hỏi này đó là ý D. Như các em đã được biết là để đưa ra được cái chủ trương của phong trào cách mạng giai đoạn 1936-1939 Đảng ta đã căn cứ vào tình hình thế giới, tình hình trong nước và tiếp thu cái đường lối của quốc tế cộng sản. Câu hỏi số 3. Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương trong thời kỳ 1936-1939 là A. À, bọn phản động thuộc địa và lực lượng phát xít. B. Chủ nghĩa phát xít, quân phiệt hiếu chiến. C. Bọn phản động Pháp và biểu nũ tay sai. D. Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến. Các em suy nghĩ cho thầy đi. Hãy chọn cho thầy một phương án đúng ở trong câu hỏi số 3 này. Câu nào nhỉ các em? À, ý đúng của câu hỏi số 3 này đó là ý C đó là Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương trong giai đoạn 1936-1939 đó là bọn phản động Pháp cùng với Bèn lũ đầy sai. Đây là lực lượng thực dân. Chúng đã không thi hành nghiêm chỉnh những chính sách do mặt trận nhân dân Pháp đề ra đối với các nước thực địa, trong đó có Việt Nam chúng ta. Câu hỏi số 4. Điểm khác biệt cơ bản về hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 so với thời kỳ 1930-1931 là? Đây là một câu hỏi trắc nghiệm có tính chất so sánh giữa hai phong trào cách mạng 1936-1939 với phong trào 30-31. Ý A. Đấu tranh công khai, đấu tranh bí mật. Ý B. Đấu tranh bí mật, công khai và lửa công khai. Ý C. Đấu tranh hợp pháp, nửa pháp, công khai, nửa công khai ý D là đấu tranh bất hợp pháp, công khai, nửa công khai và đấu tranh vũ trang. Các em suy nghĩ khẩn trương cho thầy và tìm ra cho thầy ở câu hỏi số 4 này ý nào là ý đúng? Ý đúng của câu hỏi số 4 này đó là ý C. Đó là đấu tranh hợp pháp, nửa pháp, công khai, nửa công khai. Hình thức đấu tranh này đã được đảng nêu ra trong cái chủ trương và đã được thực hiện một cách rất cụ thể trong giai đoạn cách mạng 1936-1939. Vừa rồi, thầy cùng các em đã làm bốn câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Qua bốn câu hỏi trắc nghiệm này, chắc các em cũng đã củng cố thêm được các đơn vị kiến thức cơ bản của phong trào cách mạng 1936-1939. Và cũng qua việc làm các câu hỏi khách quan này, các em cũng đã có thêm được những kỹ năng làm những câu hỏi trắc nghiệm khách quan đặc biệt nhất ở dạng câu hỏi lửng rồi là câu hỏi có lệnh hỏi cụ thể song song với những câu hỏi khách quan thầy sẽ cho thêm với các em một số những câu hỏi tự luận nội dung thứ hai là về tự luận ở nội dung tự luận câu hỏi thứ nhất câu một là cuộc vận động dân chủ 1936, 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào. Các em hãy chú ý cho thầy nội dung của phần diễn biến, của phần chủ trương, của phần ý nghĩa của phong trào để trả lời cho thầy câu hỏi này. Là phong trào cách mạng 36, 39 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào. Thầy sẽ gợi ý cho các em nhé. Ảnh hưởng thứ nhất đó là trình độ chính trị của cán bộ đảng viên được nâng cao, uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng. Bởi vì qua phong trào này thì trình độ của Đảng của cán bộ đảng viên được nâng cao, điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho những phong trào cách mạng về sau. Điều thứ hai là chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối của Đảng được truyền bá sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Cái này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng được phát triển trong những năm sau này. Điểm thứ ba là quần chúng đã được tập dượt trong đấu tranh. Qua đó hình thành nên một đội quân chính trị hùng hậu. Đây là cái sự chuẩn bị, là cái sự tác động của phong trào 3639 đối với những phong trào cách mạng về sau. Bởi vì thông qua cái hình hình thức đấu tranh này thì đảng có thể tận dụng cái điều kiện thế giới, điều kiện trong nước có thể phát động quần chúng nhân dân thực hiện nhiều những phong trào, thực hiện nhiều hình thức đấu tranh làm sao cho thật phong phú. Điểm thứ tư đó là qua phong trào 3629 thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã có được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Những bài học kinh nghiệm như nào thì thầy cũng đã vừa phân tích cho các bạn các bạn rõ. Đấy là câu hỏi Số 1, thầy gợi ý cho các bạn với bốn nội dung này. Các em có thể bổ sung thêm làm sao cho nó hoàn thiện hơn, cho nó chi tiết và đầy đủ hơn. Câu hỏi số 2 ở phần tự luận. Hãy so sánh phong trào cách mạng 3031 với phong trào cách mạng 1936 39 theo mẫu. Ở đây thầy có một cái mẫu bảng gồm 3 cột Câu thứ nhất là nội dung. Câu thứ hai là nói về phong trào giai đoạn 1931 và câu thứ ba là phong trào cách mạng 1936 1939. Nội dung và so sánh ở đây thầy yêu cầu các bạn so sánh với năm nội dung cơ bản. Một là so sánh về kẻ thù. Xác định kẻ thù. Hai so sánh về xác định nhiệm vụ của cách mạng. Ba là hình thức mặt trận. 4 là hình thức đấu tranh. 5 là lực lượng tham gia phong trào cách mạng trong hai giai đoạn 30 31 và 36 39. Các em suy nghĩ lại những đơn vị kiến thức mà các em đã được tìm học tìm hiểu học ở bài trước giai đoạn cách mạng 1930 1935. Và cùng với những đơn vị kiến thức ở giai đoạn 36 39 các em hãy hoàn thành cho thầy bảng so sánh này. Điều đầu tiên thầy muốn gợi ý với các bạn về xác định kẻ thù. Thì trong giai đoạn 1930-31 thì Đảng có chủ trương xác định kẻ thù là đế quốc và phong kiến nhưng sang đến giai đoạn 1936 1939 Đảng này chủ trương xác định đó là kẻ thù, đó là bọn phản động pháp cùng bè nũ tay sai. Về nhiệm vụ cách mạng thì Đảng xác định như sau ở hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1931 Đảng xác định là chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. Sang đến giai đoạn 1936 1939, Đảng xác định về nhiệm vụ đó là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa Pháp và Tây Sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Về hình thức mặt trận, thì ở giai đoạn 30-31, Đảng có chủ trương thành lập Hội Phản đế Đồng minh Đông Dương, nhưng tổ chức này chưa thực hiện được, chưa thành lập được. Bởi lẽ là phong trào cách mạng 31 nó chỉ diễn ra trong những năm... 1930 đến 1931 mà thôi. Nên Đảng chưa kịp thành lập cái hội phản đế đồng minh Đông Dương. Nhưng sang đến năm 1936, 1939 thì Đảng đã có chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương vào năm 1936. Sau đó đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương vào năm 1938. Về hình thức đấu tranh. Ở giai đoạn 1930-1931, Đảng đã xác định là đấu tranh bí mật, bất hợp pháp và bạo động vũ trang. Sang đến giai đoạn 3639 thì lại có chủ trương đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai. Về lực lượng tham gia trong phong trào cách mạng ở hai giai đoạn 3031 và 3639. Ở 3031 chúng ta nhận thấy chỉ có hai giai cấp chính tham gia ở phong trào cách mạng đó là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Giai đoạn chín thì đông đảo quần chúng nhân dân tham gia không phân biệt giai cấp và tầng lớp nào. Cả công nhân, nông dân, tiểu tư sản vân vân đều đã tham gia vào phong trào cách mạng giai đoạn chín này. Qua bảng so sánh giữa hai phong trào 31 này, các em nhận thấy là xuất phát từ tình hình thế giới và trong nước Đảng ta đã kịp thời có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. Điều đó đã thể hiện sự linh hoạt, sự khéo léo trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Và đây cũng chính là nhân tố quan trọng để đi đến thắng lợi của cách mạng nước ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến nay. Vừa rồi thầy cùng các em đã tìm hiểu những nét cơ bản về phong trào cách mạng trong những năm 1936-1939. Để khắc sâu hơn nữa nội dung này, thầy yêu cầu các em ở nhà hãy đọc lại nội dung đã học, hoàn thiện các bài tập trong sách giáo khoa. Điều thứ hai, các em ở nhà hãy siêu tầm tư liệu về cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 trên mạng Internet. Đặc biệt, các em có thể lên mạng Internet để tìm hiểu những câu hỏi tự luận và những câu hỏi trắc nghiệm khách quan về cái phong trào cách mạng 3639 này. Nội dung thứ ba là các em ở nhà chuẩn bị bài mới cho thầy. Đối với mô hình trường học mới, các em chuẩn bị thật kỹ cho thầy Mục 4 nhỏ, bài 22 Việt Nam trong năm 1930 đến 1945. Ở mô hình hiện hành là chúng các em hãy đọc kỹ cho thầy. Bài 21 Việt Nam trong năm 1939 1945. Như vậy vừa rồi thầy cùng các em đã tìm hiểu những nét cơ bản về phong trào cách mạng trong giai đoạn 1936-1939. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta kết thúc thầy chúc các em có một kết quả năm học thật tốt, có một kết quả mùa thi vào trung học phổ thông 2020 2021 một kết quả cao nhất. Thầy chào các em.